Ngọc Quỳnh, giảng viên tại ngữ Justina. Hiện tại thì mình đang ở siêu thị mua một số đồ dùng cần thiết. Các bạn có muốn tham gia cùng mình không ạ? Nhân đây thì chúng ta sẽ cùng nhau học một số expressions được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp tại siêu thị nhé. Let's go! Hiện tại thì mình đang đi tìm rau quả sạch, nhưng mà dù đã tìm đi tìm lại mình vẫn không thể thấy nó. Và bây giờ mình sẽ hỏi nhân viên ở siêu thị. Excuse me, where can I find fresh fruits and vegetables? If you go to the produce section, you'll find fresh fruits and vegetables there. What aisle is that? It's on aisle 6. Oh, I know where that is at. Thank you. Để tìm đồ trong siêu thị, bạn có thể hỏi trực tiếp. Where can I find something something? Tôi có thể tìm cái gì đó ở đâu? Where can I find pasta? Tôi có thể tìm mì ý ở đâu? Where can I find bread? Tôi có thể tìm bánh mì ở đâu? Where can I find coffee? Tôi có thể tìm cà phê ở đâu? Để hỏi một mặt hàng gì đó, bạn cũng có thể dùng cấu trúc. Do you have something something? Do you have black tea? Bạn có trà đen không? Do you have Vietnamese rice? Bạn có gạo Việt Nam không? Hoặc là bạn có nước mắm không? Nước mắm là gì ạ? Fish sauce. Fish sauce. Do you have fish sauce? Do you have fish sauce? Và bây giờ hãy quay trở lại hội thoại. Nhân viên siêu thị nói là If you go to the produce section, you find fresh fruits and vegetables there. Nhân viên siêu thị đã chỉ cho bạn đi tới produce section. Trong siêu thị sẽ có các section, khu vực hàng hóa như là dairy section, khu vực thực phẩm làm từ bơ sữa, bao gồm chẳng hạn như là milk, yogurt, butter, cheese, hoặc là khu vực produce section, bao gồm fresh fruits and vegetables, là khu vực bán rau quả sạch. Frozen food section, khu vực đồ đông lạnh, nơi bạn có thể mua ice cream, kem hoặc là các đồ ăn đóng hộp nấu sẵn. Pre-prepared meals, hoặc bạn có thể đi đến khu vực gọi là bakery section, khu vực làm bánh, bán bánh, nơi có bread, muffins, cakes, vân vân. Và một khu vực nữa là dairy section, nơi bán chẳng hạn như là thịt nguội hay là phô mai cho ăn kèm với sandwich. Và trong hội thoại, nhân viên siêu thị đã nói rõ khu vực produce section nằm ở hàng nào. It's on aisle 6. Aisle là lối đi giữa các hàng ghế hoặc là các kệ hàng ở trong siêu thị. Nhân viên có thể nói là It's on aisle và cộng với số hàng. Ví dụ, Where can I find ketchup? Tôi có thể tìm thấy sốt tương cà ở đâu? It's on aisle 6. Nó ở dãy số 6. Where can I find pasta? It's on aisle 10. Or where can I find the dishwashing detergent? Tôi có thể tìm thấy nước rửa chén ở đâu? It's on aisle 3. Nó ở hàng số 3. Các bạn lưu ý trong từ aisle, S là âm câm và chúng ta sẽ không đọc âm này nhé. Aisle, not aisles. Aisle. Okay. Okay, bây giờ các bạn hãy tiếp tục cùng mình đi tìm cà phê nhé. Excuse me, I'm looking for a coffee. Where can I find it? That's on aisle 3. Let me show you where it is. Thanks. But I don't see the brand that I normally buy. Oh, I'm sorry, it's out of stock at the moment. We should get another shipment next week. Okay, I'll check back. Rồi, bây giờ hãy cùng mình phân tích hội thoại bên trên nhé. Excuse me, I'm looking for a coffee. Where can I find it? Look for something. To search for something or someone. Tìm kiếm ai đó hay là tìm kiếm cái gì? I'm looking for some butter. Tôi đang tìm một ít bơ. I'm looking for the dishwashing detergent. Tôi đang tìm nước rửa chén. I'm looking for salted peanuts. Tôi đang tìm đậu phộng tẩm muối. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là nhãn hiệu coffee mà mình thích đã hết rồi. Các bạn có nhớ nhân viên đã nói gì không ạ? I'm afraid it's out of stock. We should get another shipment next week. Có vẻ như chúng tôi đã hết hàng rồi. Chúng tôi sẽ nhập chuyến khác vào tuần tới. Out of stock. Out of stock. Out of stock. Not available to buy in the store because they have all been sold. Out of stock có nghĩa là hết hàng, hàng đã bán hết rồi. Vì hàng đã bán hết nên họ sẽ nhập thêm hàng mới vào tuần sau. Out of stock. Out of stock. Not available to buy in the store because they have all been sold. Out of stock có nghĩa là hết hàng, hàng đã bán hết. Chúng ta cũng có thể nghe thì cấu trúc We are out of something at the moment. Chúng tôi đã hết hàng gì đó ở thời điểm hiện tại. Sorry, we are out of unsalted peanuts at the moment.
Chúng tôi đã hết đậu phộng không tẩm muối rồi. Sorry, we are out of fish sauce at the moment. Xin lỗi, chúng tôi đã hết nước mắm rồi. Sorry, we are out of green tea at the moment. Xin lỗi, chúng tôi đã hết trà xanh rồi. Trong tình huống này, bạn có thể quay lại siêu thị và mua khi có hàng. I'll check back. Check back. To check back means to look into the state of someone or something again at a later time. Kiểm tra lại, xem lại. Còn nếu trong trường hợp cửa hàng không có mặt hàng nào đó, nhân viên có thể nói là Sorry, we don't carry something something. Sorry, we don't carry mango juice. Xin lỗi, chúng tôi không có nước ép xoài. Sorry, we don't carry green tea. Xin lỗi, chúng tôi không có trà xanh đâu. Một phần nữa cũng rất quan trọng khi hỏi hàng và thanh toán tại siêu thị là biết được các từ chỉ định lượng hàng hóa khác nhau. Ví dụ như là một ổ bánh mì, a loaf of bread, hay là một thanh sô-cô-la, a bar of chocolate. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn học một số từ định lượng đi kèm với loại hàng hóa thường gặp nhé. Listen and repeat. A bottle of water. A bottle of water. Một chai nước. A bottle of water. A packet of coffee. A packet of coffee. Một túi cà phê. A packet of coffee. A box of tea. A box of tea. Một hộp trà. A box of tea. A jar of jam. A jar of jam. Một lọ mứt. A jar of jam. A loaf of bread. A loaf of bread. Một ổ bánh mì. A loaf of bread. A carton of milk. A carton of milk. Một hộp sữa. A carton of milk. A can of Coke. A can of Coke. Một lon Coca. A can of Coke. A bar of chocolate. A bar of chocolate. Một thanh sô-cô-la. A bar of chocolate. A kilo of meat. A kilo of meat. Một cân thịt. A kilo of meat. Ok, trong bài học này mình sẽ học tới đây thôi. Chúng ta sẽ cùng học thêm các từ vựng tại siêu thị và cách thanh toán sau nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Justina. Hẹn gặp lại các bạn.